các vị thí chủ, biểu cảm sao lại kỳ lạ như vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Ta đang cố nhớ lại chuyện đau khổ nhất đời mình, nhưng... Cười chết ta rồi. Ha 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 ha. Không được rồi. Mẹ ơi. Ha 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 ha. Đây là pháp danh quỷ gì vậy? Các ngươi. Nguy hiểm. Á. Tọa giá của ta. Bảo thuyền của ta. Ái phi của ta. Ngươi lại có thể phá hỏng nó. Hai tên gia hỏa này. Đệ tử vô lễ, lại dám bất kính với Phật giáo. Bần tăng đây sẽ phổ độ các ngươi. Bích Phật huyễn tượng. Sư huynh nguôi giận, đừng trì hoãn chính sự. Thí chủ đã từng nhìn thấy bốn người này chưa? Đây không phải. Tiếng động lớn ban nãy là chuyện gì vậy? Đừng qua đây. Bốn người các ngươi, lén la lén lút làm gì đó. Trên thuyền đều là huynh đệ ta giúp đỡ. Chưa từng thấy qua người các ngươi muốn tìm. Che chắn tầm nhìn. Toang, đứng yên, quay người lại. Chậm quay đầu. Bần tăng muốn xem thử, bốn người các ngươi. Có chuyện gì sao, đại sư? Cũng thật là đáng yêu quá đi. Quấy rầy rồi, các vị mau về dưỡng bệnh đi. Được thôi, người tên Lâm Hân này đúng là xấu xí mà. A-di-đà Phật, tội lỗi tội lỗi. Ngươi nói ai xấu xí hả? Lừa hói chết tiệt, có mắt thẩm mỹ không? Tin lão nương xé ngươi ra không? Quả nhiên chính là các ngươi. Giáng ma thiên. Giao nguyên thú ra đây, bần tăng có thể cho các ngươi một con đường sống. Lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy. Quả là tuyệt thế bảo đao. Tốc độ tăng trưởng gấp 10 lần của Long Liêu cũng chưa thể làm hắn trọng, thương, mà vẫn còn một tên đang xem chiến. Thật không ngờ ngay cả Thiên Long tự cũng thông đồng làm bậy với Huyền. Thanh Tông, các ngươi làm như vậy không sợ xuống địa ngục sao? Ta không vào địa ngục. Thì ai vào địa ngục? Cao nhân đắc đạo cảnh giới động lòng người. Làm mau đến ta không kịp trở tay. Ngươi dám trồng dâu tây trên bảo bối lớn của ta. Là huynh đệ thì đến chém hắn đi. Truyền kỳ một đao 999. Tham ngoạn lang nha. Lục can thống khoái. Huyền thoại nắm đấm nhiệt huyết. Đỉnh phong tương kích. Bần tăng không có hứng chơi đùa với các ngươi. Sư huynh, chiêu thức của Lâm Hân kia rất quái dị, tốc chiến tốc thắng đi. Được, Bích Phật song phì. Một chiêu khoa trương như vậy. Nếu trực tiếp đối mặt, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Là lúc này. Mau mở ra thú nương mới thứ tư đi. Đúng rồi. Ui ngã, banh ra quá rồi. Người ta sẽ rách mất. Nhẫn lại một chút, lát nữa sẽ tốt thôi.